Sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện chương trình Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp cùng với các hội đoàn thể khác, các hội viên cựu chiến binh xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang lại cùng nhau tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại những tuyến đường nội đồng, góp phần tôn tạo cảnh quan nông thôn, nhất là sau các đợt mưa bão vừa qua. Ghi nhận tại thôn Cẩm Tỏi Trung. Tuyến đường nội đồng dài hơn 500m, gần nhà văn hóa thôn Cẩm Tỏi Trung, xã Hòa Phong. Ngay từ sáng sớm, các cựu chiến binh thôn đã tập trung để phát quang hai bên tuyến đường. Do ảnh hưởng từ bão số 5 và số 6 vừa qua, nên một số khu vực rác tập trung lại rất nhiều, nhất là gần những bờ kè, kênh mương. Do vậy, việc dọn dẹp vệ sinh môi trường không chỉ giúp tôn tạo lại cảnh quan, mà còn giúp giữ vệ sinh chung cho thôn. Trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng địa phương thì vai trò của cựu chiến binh thì lúc nào cũng muốn tham gia để cho đi xây dựng, làm cảnh quan môi trường của địa phương thêm sạch đẹp. Và nói chung là cái buổi ra quân, mỗi lần ra quân thì nói chung là cựu chiến binh chi hội, các chi hội của xã và các nhà hội chiến binh trong xã thì nó trong tình nhiệt tình làm việc rất là tích cực để cho xây dựng quê hương ngày càng xinh đẹp, môi trường sạch sẽ hơn. Câu lạc bộ môi trường của thôn Cẩm Tỏi Trung, chi hội cựu chiến binh thôn Cẩm Tỏi Trung là thường hàng tháng là ra quân vệ sinh môi trường, mà do cái đợt này cũng hơi chậm thêm một thời gian là do cái dịch Covid nên là nó cũng bị ảnh hưởng nên không được tập trung đông người. Nhưng hôm nay giờ đến hôm nay nên thành thử là gặp cái thời tiết mưa gió nữa nên là cỏ nó cũng nhiều nên là phải tranh thủ để phát quang. Hội cựu chiến binh xã Hòa Phong hiện quản lý 14 tuyến đường nội đồng, mỗi tuyến dài từ 500 đến 600m. Vì vậy mỗi khi ra quân thường phải vận động rất nhiều hội viên dưới cơ sở. Tuy nhiên do dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên khi tổ chức ra quân, hội cũng thường xuyên nhắc nhở hội viên đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hội xã hiện nay là có tất cả là 13 tuyến đường. Hội xã quản lý một tuyến đường nữa chứ 14 tuyến đường. Vì tuyến đường chúng tôi quản lý thì rất dài nên số lượng mà con người do công tác phòng chống dịch nó không được đông thì công tác ra quân thì nó còn gặp khó khăn trong vấn đề đó. Lãnh đạo hội cựu chiến binh xã cũng cho biết thời gian tới sau khi dịch bệnh ổn định hơn, hội sẽ vận động hội viên quyên góp để trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh ven các tuyến đường này. Hiện nay chúng tôi đang đề xuất các hội cựu chiến binh phố xin một số các cây xanh để tiến hành trồng thêm vào những cái tuyến đường chưa có đủ cái lượng cây xanh ở trong đó, và chúng tôi tiến hành là sẽ xây dựng lồng ô tất cả những cái cây xanh mà mình đã trồng để cho cái môi trường nó đẹp, bảo quan cho nó tốt hơn cái vấn đề này.